Nam mô Tassa Parakvato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Parakvato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Parakvato Arahato Samma Sambuddhassa. Đây sẽ giảng một bài pháp có chủ đề là các pháp tu tập về tâm phổ thông nhất. Ngoài cái việc mình hành trì giữ giới, các cái giới căn bản, giữ những cái giới như là phòng hộ các căn, giữ giới đối mạng thanh tịnh, trí túc trong các vật dụng đây, thì cần phải tu tập tăng thượng tâm, tu tập những cái pháp môn làm cho tâm của mình được hướng thượng cao thượng lên, hay là tu tập làm cho tâm mình thanh tịnh để đoạn trừ những phiền não và phát triển những cái trí tuệ giác ngộ được. Thì cái pháp môn mà tu tập rất là phổ thông nhất để tu tập về nội tâm của mình đó là những cái pháp thiền. Có những pháp thiền thì phải hành chuyên sâu, mà để mà thành tựu được cái pháp thiền đấy thì cần phải có những cái sự hỗ trợ của những cái pháp thiền và của các nước. Như là bây giờ mình cần phải lựa chọn một pháp môn thực hành thiền, ví dụ như thiền hơi thở là một cái pháp thiền rất là phổ thông. Hầu hết các thiền sinh người mới tu tập đều được hướng dẫn là thực hành và khuyến khích nên thực hành thiền hơi thở, làm cho tâm mình được định tĩnh để phát triển cái chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà khi mà mình thực hành thiền hơi thở ấy thì cũng cần phải có được cái tâm rất là an ổn, bớt đi những cái năng xăng tán loạn thì mình mới thấy hơi thở một cách dễ dàng, rõ ràng và mới có thể vào được những cái mức định sâu. Và trước khi hành thiền hơi thở nên hành những cái pháp thiền bảo hộ trước, dành khoảng 20 đến 30 phút thực hành những cái pháp thiền đấy. Trước khi thực hành thiền hơi thở nên thực hành pháp thiền đại tâm từ chẳng hạn, phải có một cái không gian yên tĩnh và hàng ngày mình phải sắp xếp ra mình có một cái thời gian, cái khoảng thời gian vào một cái thời điểm nào thích hợp nhất trong ngày, mình sắp xếp được cái công việc mà ổn định nhất, không gian yên ổn nhất của mình, ngồi đứng đứng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại. Và đầu tiên thì nên thực hành phát thiền đại tâm từ đến tất cả chúng sinh. Đầu tiên đại tâm từ cho bản thân mình, hướng tâm về thân mình, niệm là cầu mong cho tôi tránh những khỏi những hiểm nguy, cầu mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy. Cái niệm như vậy thì chỉ chừng một phút thôi, không cần phải niệm nhiều. Và cái lúc mình cầu mong cho mình tránh khỏi hiểm nguy thì mình phải tác ý như là mình vừa mới thoát ra một cái sự nguy hiểm nào đó. Trên đời có rất là nhiều những cái sự rủi ro, cái sự nguy hiểm như là về thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, đủ các thứ, và mình cảm giác như là mình vừa mới thoát ra sự nguy hiểm, mình vẫn là an vui như vậy. Mình thấy một chút xíu thôi, sau đó mình hướng tâm ra bên ngoài, hướng tâm đến một người mà mình hoan hỉ, kính mến, hoặc là mình hướng tâm đến một cái đám đông người, một nhóm người thật là đông. Và cũng tác ý như vậy, cầu mong cho những người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho những người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy. Đấy, và mình cảm giác như là mọi người vừa mới được thoát qua cái sự nguy hiểm của chiến tranh hay dịch bệnh hay thiên tai gì đó, mà mọi người và mình cảm thấy hoan hỉ về điều đó và mình hình dung rõ ràng cái điều đó. Nhưng mà mình cứ niệm như vậy, cầu mong cho những người hiền thiện này thoát hiểm nguy, cầu mong cho những người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho những người hiện diện này tránh khỏi những hiểm nguy. Thì đấy được gọi là mình đang thực hành tâm từ hay là đang giải tâm từ, cầu mong những điều tốt đẹp đến với mọi người. Khi niệm niệm như vậy, những cái thiện tâm hoặc trí tuệ nó sinh khởi lên rất là mạnh mẽ, và trong cái lúc mình niệm như vậy thì những cái tâm bất thiện nó cũng giảm bớt đi rất nhiều, và những cái cấu uế, những phiền não, những bực bội, những sân hận, sầu bi u não tự động tan biến đi. Niệm như vậy liên tục khoảng 20 đến 30 phút, sau rồi bật
mới quay về nhận biết hơi thở vào đây. Lúc đấy mới vẫn giữ tâm, giữ lưng thẳng, đầu thẳng, vẫn nhắm mắt tự nhiên nhất, để cho hơi thở đi vào tự nhiên, hơi thở đi ra tự nhiên nhất. Và để ý cái làn hơi thở nó đi vào, đi ra, nó có cái làn gió mát mát nó chạm vào cái da ở trước cánh mũi mình, hoặc nó chạm vào cái môi trên hay là trên cho mũi. Thì mình phải nhận biết đấy là điểm trục chạm, và mình giữ tâm ở cái điểm trục chạm đấy, hướng tâm lên đấy và ghi nhận, cảm nhận được hơi thở và ghi nhận cái hơi thở đó. Hơi thở vào thì biết vào, hơi thở ra biết ra. Và có những lúc cái hơi thở đấy nó vào nó nhanh ra nhanh, có lúc cái hơi thở đấy nó vào chậm ra chậm, thì ý thức của mình cũng biết như vậy. Cơ mà Đức Phật nói là một cái người thợ quay thiện xả, hay là một cái người thợ người ta nặng cái đồ gốm, người ta quay cái bình gốm, khi có lúc thì nó quay nhanh, có lúc quay chậm, và cái người thợ quay thiện xả thì người ta biết rõ đấy đang quay nhanh hay quay chậm. Thì khi hơi thở cũng vậy, có lúc thì nó vào nhanh ra nhanh, có lúc nó vào chậm ra chậm. Là một cái thiền sinh thiện xả thì cũng phải ghi nhận biết được cái hơi thở nó đang đi vào, nó đang đi ra, vào nhanh ra nhanh thì mình biết nó đang vào nhanh ra nhanh, có lúc nó vào chậm ra chậm thì mình cũng biết nó đang vào chậm ra chậm. Nhưng mình nhớ là cái ý thức nhận biết chỉ ở trước cửa mũi thôi, chứ không được theo hơi thở vào trong bụng, không được theo hơi thở vào trong phổi, trong ngực, trong bụng này, mà chỉ giữ tâm ngay ở trước cửa mũi ấy. Cũng không được để tâm nó đi ra xa quá, nó cách quá xa với hơi thở thì nó đi sâu vào trong, đi sâu vào trong nó sẽ mắc vào tứ đại, đi ra ngoài thì nó sẽ mắc vào hư không. Mình để tâm ra ngoài cái này nó sẽ mắc vào đối tượng được hư không, chứ không còn là hơi thở. Để tâm vào trong nó sẽ mắc vào cái tính gió phong đại, chứ không còn là hơi thở. Vậy nên là nó là hơi thở chỉ khi hơi trước cửa mũi, và luôn luôn phải giữ tâm được đợt. Khi mình tập như vậy rồi một thời gian nó trở nên quen thuộc cái hơi thở ấy rồi, thì mình sẽ nhận biết cái hơi thở đấy ở một cái mức độ thiện sáng hơn nữa, chi tiết hơn nữa. Đó là khi mình biết hơi thở đi vào đi ra có ba giai đoạn, ba cái thời điểm. Một cái hơi thở đi vào nó có ba thời điểm, là thời điểm đầu, thời điểm giữa và thời điểm cuối. Hơi thở đi ra cũng có ba thời điểm đầu, thời điểm giữa và thời điểm cuối. Vậy thì mình cứ biết hơi thở đi vào, nó đầu đi vào, nó đang đi vào, kết thúc đi vào, nó bắt đầu đi ra, nó đang đi ra, mà nó kết thúc đi ra. Cái ý thức của mình mà nhận biết được cả ba thời điểm của một hơi thở như vậy thì nó không còn cái thời gian để tâm nó đi năng sắc, nó luôn luôn quan sát và nhận biết được hơi thở đang ra đều đặn liên tục nhất. Và đấy là một cái cách mình nhận biết một cách thiện xảo hơn, chi tiết hơn, và cái chánh niệm nó sẽ tăng lên, nó sẽ tăng lên rõ ràng hơn nữa. Thì đấy là một cái cách nhận biết về hơi thở, nhận biết về toàn thân hơi thở của mình. Thế là rồi cứ tiếp tục nhận biết hơi thở, khi tâm mình nó an thì cái hơi thở nó cũng sẽ an, nó an, nó định, nó tĩnh lặng. Thế nào mà ngồi mà tâm mình nó hiểu là mục đích của mình hành thiền để làm gì, nó phải hiểu nó là như vậy. Và cái người mà có hiểu được là mình hành thiền để làm gì, hiểu đúng thì mới thực hành nó mới đúng đường, đúng pháp. Còn những người mà hiểu sai thì sẽ là hành sai. Thì với những người có cái mục đích là vì mình muốn đoạn trừ những câu uế thiền não, đoạn trừ những tham sân si, đoạn trừ những tâm bất thiện, muốn làm cho tâm mình trở nên thanh tịnh, làm cho trí tuệ mình phát sinh, hướng đến giác ngộ các cái sự thật, hướng đến giải thoát khổ đau sinh tử mà mình thực hành thiền. Với những người có nguyện vọng như vậy, có cái mong muốn như vậy thì thực hành nó sẽ rất nhanh có kết quả, nó sẽ rất nhanh. Mình sẽ ngồi mà mình sẽ cảm thấy được ngồi thiền là một cái điều rất là hạnh phúc, mình cảm thấy nó rất là hỉ nạn, nó rất là an vui, rất là thích thú. Thì từ cái sự mà mình hiểu về cái lợi nạn, lợi ích của cái pháp hành thiền ấy rồi thì cái cơ thể của mình nó sẽ nhẹ bẫng đấy, tức là cái hoan hỷ đấy, nó sung mãn, nó làm cho thân được khinh an, cái sự khinh an nó tạo ra sự an lạc. Ngồi mình cảm thấy an lạc, cái an lạc ấy sinh ra định tĩnh, cái định tĩnh thì sẽ phát sinh ra cái quang tướng, cái ánh sáng trí tuệ nó sẽ phát sinh đây.
trước mặt mình dần dần nó sẽ xuất hiện nimitta. Đầu tiên là cái ánh sáng mờ mờ, sau đó thì nó trắng lên rồi dần dần nó tỏa sáng rực rỡ đi. Rồi cứ tiếp tục quan sát hơi thở, không có phân tích, không bàn luận, không đi theo cái quang tướng ấy. Mình cứ nhận biết hơi thở để cho hơi thở cái quang tướng ấy hòa quyện, hòa hợp mà hợp nhất đã. Và mình sẽ đầu tiên cái nimitta tự tướng ấy nó sẽ xuất hiện một thời gian ngắn, 5 phút, 10 phút, dần dần nó sẽ tăng lên 2, 30 phút. Thì dần nó tăng trưởng lên 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Khi nào nó duy trì được liên tục 2, 3 tiếng như vậy thì lúc đấy mình có thể chuyển tâm sang nhận biết cái tự tướng ấy. Và duy trì được nó trên tự tướng liên tục 2, 3 tiếng thì mình có thể sẽ đè nén được 5 triển cát phát sinh ra là thiền chi. Mình có thể vào được ăn chỉ định và được các thằng thiền, sơ thiền là mình có thể vào được. Thì cũng có người thì thực hành nó rất là dễ dàng. Có những người thì ngồi thiền mà cảm thấy có được những cái định ấy nó không khó khăn. Nhưng mà cũng có người thì rất là khó khăn. Cái này nó tùy từng người. Người nào mà có ít những cái phiền não, ít những triền cải thì sẽ thực hành nó rất là nhanh chóng dễ dàng. Nhưng mà cũng có người trong mình ngồi thiền không có chế ngự được những phiền não, nó cứ nên nổi vào, hoặc là những tâm phóng tật năng sanh sinh khởi lên, hoặc là do tín tấn niệm định tuệ nó không được mạnh mẽ, nó không được quân bình, cho nên là ngồi thiền nó rất là khó khăn. Thì những người cần phải thực hành thêm những cái pháp thiền hỗ trợ khác nữa. Là có những lúc thì trước khi vào ngồi thiền hơi thở thực hành thiền tâm từ như vậy khoảng 20 đến 30 phút. Như sư nói lúc đầu là hành thiền tâm từ, đại tâm từ là cầu mong cho mọi người thoát khỏi những hiểm nguy như vậy, hoặc là cầu mong cho mọi người được an vui hạnh phúc, hoặc là cầu mong cho mọi người thoát khỏi những khổ về thân, cầu mong cho mọi người thoát khỏi những khổ về tâm. Đấy là những cách đại tâm từ. Nhưng mà đôi khi mình cũng có thể thực hành những cái pháp thiền tâm bi. Có những lúc thì thấy là có nhiều cái nỗi khổ nạn chẳng hạn, ví dụ như là bây giờ mới trải qua những cái đợt thiên tai, có những cái vùng, những cái nơi mà nhiều đồng bào người ta gặp những cái nỗi khổ, mất mình về thân, mất về tài sản nhà cửa, hay là người ta gặp những cái rủi ro, những cái tai nạn cổ động, thì đấy chính là những đối tượng mà mình có thể thực hành được thiền tâm bi. Sẽ cảm nhận được cái nỗi khổ đau của những cái nạn nhân, những người mà người ta bị mất mát như vậy, thì người ta rất là bất hạnh, rất là đau khổ. Ồ, thì mình có thể thực hành được cái thiền tâm bi ấy bằng cái cách là mình vẫn ngồi giữa lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại, và mình phải hình dung hướng tâm đến những người ấy để thấy họ một cách rõ ràng, và mình cảm nhận được cái nỗi khổ đau, khổ tâm hay là khổ thân của họ như vậy. Có thể là những cái nỗi tổn thương về cái thân thể, hoặc là người ta đang có những nỗi tổn thương về tinh thần đấy, và mình cảm thông và cảm nhận được cái sự sầu muộn khổ đau của họ, và mình giữ cái hình ảnh của họ và hướng tâm đến cái sự mất mát của họ, và mình sẽ niệm là cầu mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thoát khỏi hiểm khổ đau, cầu mong cho những người hiền thiện này thoát khỏi khổ đau, cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi khổ đau. Cứ niệm như thế, và trong lúc mình niệm như thế mình sẽ thấy được cái tâm bi, là cái tình thương của mình nó sẽ khởi lên một cách rất là dễ dàng. Đấy cũng là cái cơ hội để mình tu tập về cái tình thương, về tâm bi. Từ vô lượng tâm bi, vô lượng tâm là vậy. Và cứ niệm như thế, niệm bao lâu cũng được, 10 phút được, 20 phút được, 30 phút được. Và mình có thể cảm thấy hoan hỉ, có thể liên tục 40 phút, 1 tiếng chẳng sao. Càng niệm lâu thì càng tốt. Thì cái tâm bi càng lúc nó càng mạnh mẽ, càng lúc nó càng rực rỡ đi, càng lúc nó càng sung mãn đi. Nhưng mà mình luôn luôn phải giữ cái hình ảnh đó, và luôn luôn phải hướng tâm vào cái nỗi khổ đau của những cái người ấy, và cứ niệm như vậy. Mình có thể hướng tâm đến một người được, hướng tâm đến một đám đông người cũng được. Rồi khi mình hiểu ra được cái nỗi khổ ấy, cái tâm bi như vậy, rồi mình có thể liên hệ đến tất cả mọi chúng sinh, con người trên thế gian này, ai cũng có nỗi khổ, nỗi khổ riêng, nỗi khổ chung. Như là có thân này thì phải có cái sự già, cái bệnh, cái chết, có nỗi khổ về thân, nỗi khổ về tâm, ai cũng
phong thì mình có thể mở rộng cái tâm bi đấy ra cho mọi người được. Thì mình có thể chú tâm vào trên một người, trên một đám đông người hay trên vô lượng chúng sinh đều được hết. Mình có thể là tâm bi nhưng mà đồng thời bao nhiêu là tùy mình, người 20, 30 phút hay hơn nữa. Rồi sau đó thì mình cũng quay trở về nhận biết hơi thở như trước, đó là để hơi thở vào tự nhiên và nhận biết, cảm nhận biết hơi thở ngay ở cái điểm thực trạng đời và giữ tâm của mình nó vừa phải nhất, chú tâm không quá mạnh, không quá yếu, nó rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên ở trên hơi thở ấy, ngay ở một điểm trước ở mũi ấy thôi. Đấy cũng là một cái cách trước khi mình vào thiền hơi thở mình có thể nhận biết từ tâm đi, tâm nhị, tâm xả, nhiều cách. Hoặc là có những người thì trước khi mình vào ngồi thiền hơi thở này có thể thực hành pháp đó là thiền niệm ơn Đức Phật cũng được. Nếu một cái người nào hoan hỷ với Đức Phật, nhất là người nào hiểu sâu sắc về các ân đức của Phật và có cái đức tin, có cái tâm cung kính cao, thì trước khi ngồi thiền hãy thực hành ngày năm 20 phút lại niệm ơn Đức Phật để cho tâm mình hoan hỷ đi. Rồi sau đó mới quay về hơi thở. Thì cái cách niệm ơn Đức Phật đó là mình vẫn ngồi như vậy, tư thế như thế, cái dài lưng thẳng, nhắm mắt lại và hình dung ra hình ảnh Đức Phật, hướng tâm đến hình ảnh Đức Phật. Hình ảnh Đức Phật là do mình đã được quan sát trên bức tượng Phật hay bức tranh Phật nào đấy. Nhưng mình không sinh ra cái đời mình không gặp Phật nên là mình chỉ có thể hình dung ra tranh tượng Phật, tranh tượng Phật rồi nhờ hướng đến cái chín ân đức của Phật, chọn đến một hoặc hai ân đức nào đó để niệm. Như là niệm ân đức đầu tiên là vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si và các tiền khiên tật nên ngài là bậc xứng đáng được cúng dường. Arahant liên tục như vậy, và trong lúc niệm Arahant mình suy nghĩ đến ý nghĩa như thế, ngài đã giúp mọi hết tham sân si nên ngài xứng đáng được cúng dường Arahant. Thế khi mà mình cứ hiểu đến cái ý nghĩa cái đức hạnh của Phật như vậy thì cái tâm hoan hỷ nó phát khởi lên rất là mạnh mẽ. Và khi cái tâm hoan hỷ khởi lên như vậy thì sẽ làm tiêu tan hết những cái tâm uể oải, những cái tâm mệt mỏi, những cái tâm muội phiền, những cái câu ê phiền não tham sân si, nó cũng vì vậy mà giảm bớt đi, làm cho cái tâm mình hướng về Phật, hướng về đạo pháp, nói theo gương Phật, tinh tấn tu tập để cầu mong có được cái trí tuệ giác ngộ. Thế là cái người nào mà có lòng tôn kính Phật và có trí tuệ hiểu về đức hạnh của Phật, tự nhiên sẽ cảm thấy rất là cái đạo tâm của mình cũng rất là mạnh mẽ, và mình có cái tâm mong muốn cầu cái đạo để cho giác ngộ cũng rất là cao. Niệm ân Đức Phật như vậy, một ân hoặc hai ân, Arahant Sammasambuddho, thì Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng thánh giác, bậc có trí tuệ giác ngộ hoàn hảo viên mãn. Thì cứ niệm như thế để cho đến khi mình cảm nhận được cái tâm hoan hỷ mình sinh khởi lên, 10 phút, 20 phút hoặc 30 phút rồi, để sau đó mình quay về trước cửa mũi và nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra trước cửa mũi cũng như trước như thế. Hơi thở vào nhanh ra nhanh cũng biết, vào chậm ra chậm biết, bắt đầu đi vào đang đi vào kết thúc đi vào, bắt đầu đi ra đang kết thúc đi ra biết. Lúc đầu thì cái hơi thở ấy nó mạnh, nó thô, nhưng mà khi tâm mình nó an lên rồi thì cái hơi thở của nó là an tịnh, nó trở nên mỏng manh, nó trở nên nhẹ nhàng, nó trở nên y tế, và mình cũng bỗng nhận những hơi thở vào ra nhẹ nhàng như vậy cho đến khi có hỉ, có đạt, có phi nha, có định tĩnh, nó sinh khởi lên những cái hoàn tướng như vậy, không có đi theo những vọng tưởng đó, và biết cách buông xả những cái tâm tạp niệm nặng sắc. Khi đang nhận biết hơi thở mà có những cái phiền não gì khởi lên, có cái phóng tâm gì khởi lên thì tự mình chỉ nhắc nhở hãy buông bỏ được phóng tâm này đi, biết hơi thở, biết hơi thở, thường xuyên nhắc nhở tỉnh giác như vậy thì cái tâm nó lại quay trở về hơi thở. Và khi nào cứ duy trì được tâm trên hơi thở liên tục, dần dần thì mình sẽ vào được định. Thế là cái cách nữa đó là trước khi mình hơi thở thì nhập ăn Đức Phật. Và cũng có những người thì tập như vậy thì cũng vào được định dễ dàng, nhưng cũng có những người vẫn bị những phiền não chi phối, những cái suy nghĩ này suy nghĩ kia,
thì lúc đấy mình sẽ có thể tập thêm, áp dụng thêm một pháp nữa, đó là niệm về sự chết. Niệm về sự chết để tăng thêm cái kinh cảm, tăng thêm cái buông xả cao độ hơn. Như là đầu tiên là mình vẫn ngồi hình dung lên cái xác chết ở bên ngoài, xác chết mà mình đã thấy ở bất kỳ đâu, nhất là mình thấy trực tiếp thì càng tốt, hoặc là mình nhìn xem, đã từng xem ở trên mạng hay là một cái hình ảnh nào đấy của một cái xác chết mà mình đã từng thấy, thì giờ nhắm mắt lại hình dung đây cái xác chết đó, mình nhận là xác chết bất tỉnh, xác chết bất tỉnh, để cho cái hình ảnh xác chết rõ ra một chút, rồi sau đó mình quay về mình nhận sự chết trên mình. Trải nghiệm là mạng sống này thì không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn nó sẽ đến, chắc chắn là sẽ chết. Mình cứ niệm cái sự chết ở trên mình như vậy, và cứ tác ý đến cái chết ở trên mình, và mình hình dung cái thân mình nó giống như một cái xác chết thật, và cứ niệm như thế cho đến khi nó khởi lên một cái tâm kinh cảnh, và mình có một cái tâm chấp nhận sự thật rằng mình chắc chắn sẽ chết. Nếu mà đến lúc cái hình ảnh xác chết nó hiện, mình hình dung ra được cái thân mình nó giống như cái xác chết, và nó hiện hình nó giống như cái hình ảnh xác chết, thì lúc đấy cái tâm mình nó có cái sự đấu tranh, nó là nó tham sống, nó bám sự sống, hoặc nó chấp nhận sự chết. Nếu như khi nào mình chấp nhận là đây là sự thật, không thể tránh khỏi được, bản chất của cái thân này là như thế, nó không thể vượt khỏi cái bản chất đó, nó không thể vượt khỏi tránh được cái sự thật đó, đó là chắc chắn mình thấy cái chết. Cái chết sớm muộn thì nó cũng sẽ đến mà thôi. Khi mình chấp nhận sự thật ấy, thì cái hình ảnh cái xác chết ở trên mình nó cứ duy trì được liên tục, và lúc đấy tự nhiên nó có cái sự kinh cảm, nó có cái sự thức tỉnh, và nó sẽ thấy cái cuộc đời này là vô thường, thấy cuộc đời này là giả tạm, nó thấy mọi thứ trên cuộc đời này nó không còn quan trọng, không còn ý nghĩa, mọi cái chuyện được mất hơn thua, khen chê yêu ghét ở trên đời không còn giá trị, không còn quan trọng nữa. Lúc ấy nó buông xả được hết tất cả những sầu bi ưu nan, nó buông bỏ được hết những tham vọng, nó buông bỏ được những muộn phiền, buông bỏ những hận thù, buông bỏ được hết cả tâm tham sân si tật đố cái tị gì, nó buông xả hết đi, và lúc đấy thì cái tâm nó cũng tự nhận biết được cái gì là quan trọng nhất trong đời, cái gì mà mình có thể mang đi được sau khi chết thì nó mới là cái quan trọng. Và bình thường những cái người mà không có thức tỉnh quan trọng, không có kinh cảm về sự chết, thì người ta hay thấy những cái quan trọng là những cái lợi ích trước mắt, còn những người mà thức tỉnh được về sự vô thường sinh tử thì người ta sẽ thấy được cái quan trọng là những cái mà nó lợi ích sau khi chết và mình có thể mang đi được, đó là những công đức, những phước này, những cái tâm cao thượng, đó là cái chi kiến và giới hạn của mình mới là quan trọng. Người ta có thể mất mát về tài sản cũng là một nỗi khổ, người ta có thể mất mát đi những người thân cũng là một nỗi khổ, người ta có thể mất mát đi về cái sức khỏe của mình, gặp những tai nạn gì cũng là một cái nỗi khổ, nhưng mà người ta không vì những cái mất mát ấy mà đến khi chết thì người ta có thể chịu khổ đau. Nhưng mà một cái người mà sống mà mất mát về đạo đức giới hạnh, mất mát đi chi kiến, mất mát đi trí tuệ thì chắc chắn khi chết sẽ sinh về những quả khổ đau. Và lúc đấy thì cái người mà có cái sự thức tỉnh niệm về sự chết, thấy rằng trên đời phải có việc giữ giới và tu tập là cái quan trọng nhất, thì những cái đấy nó sẽ đi theo mình mãi mãi. Người nào mà sống trên đời có hành trì giữ giới hạnh và có tu tập thì cái người ấy khi có chết thì được sinh về quả này, được cái sự an lành an vui, thì lúc đấy cũng sẽ hiểu đây cái con đường tu tâm này mới là mình đang tích lũy, đang tạo ra cho mình một cái tài sản vững chắc nhất, không bao giờ bị mất đi. Những con đường phương này của mình này, đó là những cái tài sản mà không có ai có thể cướp đoạt được. Thì lúc đấy mà có cái sự thức tỉnh như vậy, kinh cảm như vậy, thì khi ngồi thiền nó sẽ vào được định rất là sâu. Nên mình niệm chữ chết trên mình như vậy rồi mình tác ý là thì mọi cái trên đời cũng mang theo được sau khi chết, chỉ có những cái công phu tu tập này mới đi với mình sau khi chết thôi. Thì lúc đấy mình sẽ có cái tâm buông xả rất là cao, và mình sẽ có cái tâm tha thiết thực hành thiền một cách mãnh liệt hơn, cao thượng hơn.
và lúc đấy chúng ta tiếp tục trung tâm để nhận biết hơi thở ngầm đặt, tuần tự như vậy, nhận hơi thở vào nhanh ra nhanh, vào chậm ra chậm, bắt đầu đi vào ra, đi vào kết thúc đi vào, bắt đầu đi ra ra, kết thúc đi ra, dần dần hơi thở trở nên an tĩnh, trở nên vi tế, trở phát sinh ra những quan tướng tập tướng, mình an trú được ở trên đấy, mình sẽ vào các cái mức định sâu. Khi nào mình đạt được những cái mức định rất là sâu rồi, như là có thể vào các tầng thiền rồi thì mới chuyển sang thực hành các thiền khác nữa, như là thực hành thiền tứ đại để phân tích ra được danh sắc chân đế, quán cái pháp duyên khởi, thấy cái tính sinh diệt trên thân năm nguồn này, ngộ ra cái tính vô thường của vô ngã. Thì lúc đấy thì các thiền nào sẽ được đoạn trừ, thì sẽ đi đến cái sự giác ngộ giải thoát bằng những cái bước tu tập tuần tự từ thấp đến cao như vậy. Thì nên với người mới tu tập có thể nên chọn cái pháp thiền như là thiền hơi thở là một cái pháp nền tảng để phát triển trí tuệ, và để muốn đạt được cái định sâu về thiền hơi thở có thể kết hợp thêm những cái pháp thiền bảo hộ như là thiền trái tâm từ, thiền niệm ơn đức Phật, niệm về sáng chết, niệm về sự chết. Trước khi vào thiền hơi thở nên tập những cái pháp thiền như vậy thay đổi nhau. Có hôm thì mình niệm tâm từ trước rồi mới quan sát hơi thở, có hôm thì mình nên hành thiền tâm đi xong rồi quan sát hơi thở, có hôm thì mình thực hành niệm ơn đức Phật xong rồi quan sát hơi thở, có hôm thì mình nên niệm về sự chết sau đó thì quay về quan sát hơi thở. Đấy là những cái pháp thiền sẽ bảo hộ cho và pháp thiền hơi thở thì nên thực hành chuyên sâu cho đến khi vào được định sâu. Khi vào được định sâu rồi thì sẽ phát triển được cái trí tuệ giác ngộ. Để pháp môn tu tập về tâm làm cho tâm mình càng lúc càng thanh tịnh hơn, càng lúc trí tuệ của mình càng tăng trưởng hơn, phiền não của mình càng lúc càng giảm bớt đi hơn, dần dần mình sẽ đi đến sự giác ngộ giải thoát niết bàn. Sa thú sa thú sa. Dạ sư cho con hỏi rằng là đối với những người mới tu tập thì làm cách nào, có rất là nhiều đề mục, thì làm cách nào mà họ có thể dễ dàng nhận biết được các đề mục nào phù hợp với mình để mà họ có thể dễ dàng tăng tiến trong cái việc hành thiền? Thì có thể là mình, nếu mà người nào mà sống nội tâm một chút, mình sẽ biết được cái tâm thánh của mình. Nếu như mà mình hay có nóng tính ấy, với người mà nóng tính mà hay nổi sân, hay sân hận, hay bực bội, hay khó chịu, hay là hay sầu bi ưu não, thì đấy là thuộc về người thánh sân. Người thánh sân như vậy thì sẽ hợp với thiền tâm từ, là mình vẫn có thể thực hành thiền hơi thở, nhưng mà mình thực hành thiền tâm từ khoảng 30 phút đầu để cho những cái tâm sân sầu bi ưu não đấy nó giảm bớt đi, sau đó thì quay về hơi thở được. Có những người thì cái cảnh ấy nó hiện ra nó rất là rõ ràng, dễ nhận biết. Hoặc là có những người thì sẽ thấy là mình hay bị nặng về tâm tham, mình hay tham với những cái ngoại cảnh bên ngoài, tham vui, tham tài sản, tham danh vọng, tham những cảnh trần đấy, thì mình cũng tự biết được mình nặng về thành tham, thì cái người đời sẽ rất phù hợp với thiền niệm về sự chết, niệm về sát chết, và sẽ thực hành cái pháp đấy trước để cho những cái tâm tham này nó bớt đi, sau đó thì mình quay về nhận biết hơi thở vào đạt. Có những người thì biết là mình thuộc về tánh đức tin, hay có cái tâm tôn thờ tín ngưỡng rất là cao, thấy ở đâu rồi có cái gì tâm linh huyền bí là mình sẽ tìm đến để giống như là đi cầu đi cúng lấy bái thờ tự này kia, thì cái người này sẽ rất phù hợp với thiền niệm ơn đức Phật. Ơn đức Phật làm cho mình hoan hỉ để tâm lên, làm cho mình tin đúng đối tượng, cái đức tin mình nó không đặt sai đối tượng, thì đấy cũng là cách làm cho những cái phiền não nó bớt đi, sau đó thì quay về nhận biết hơi thở vào đạt. Thì còn rất là nhiều những cái khác, nhưng mà để chung chung là như vậy. Cảm ơn câu hỏi nào. Còn thiền quan sát tứ đại
thì phù hợp với những người nào? Nếu mà người nào mà có cái tuệ mạnh, người nào mà có cái tâm phân tích nhiều ấy, người đấy mình hay suy luận, hay phân tích và cái có một cái tuệ rất là sắc bén thì phù hợp nhất là người hành thiền tứ đại. Thiền tứ đại thì rất là khó và cần phải hành các cái đặc tính của bốn đại tức là đất, nước, lửa, gió ở trên thân mình, và mình phải mổ xẻ chia sẻ phân tích nó ra. Như là tính đất thì nó có 6 cái nước đặc tính mà mình phải nhận ra từng cái một: cứng, thô, nặng, mềm, nhịn, nhẹ. Nên là nước có chảy dính, lửa nóng, lạnh, gió có tính đậm, tính nâng. Thì đại đa số trong 12 cái đặc tính của tứ đại đấy thì có tính đậm là nó dễ nhận biết nhất. Thì với người sơ cơ mới bắt đầu thực hành thì phải quan sát tính đậm này bằng cái tính phòng xẹp của bụng mình. Yeah. Khi hơi thở đi vào thì cái bụng mình phồng lên, hơi thở đi ra nó xẹp xuống. Thì mình để tâm vào cái chỗ phòng xẹp của bụng đấy. Và sẽ niệm, không niệm phòng xẹp mà mình niệm là đậm đậm. Và mình cứ cảm nhận cái lực nó đi vào đi ra ở trong bụng mình, và mình niệm đẩy 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 cho đến khi mình cảm nhận được cái tính đẩy đấy rồi thì mình cứ nan rộng nó ra. Đầu tiên là một điểm nhỏ ở cái chỗ phòng xẹp đấy, sau đó thì nan rộng ra đấy, lên đến trên đầu xuống đến tận dưới chân, từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống dưới chân, thì cứ niệm đẩy như vậy. Khi nào thấy được cái tính đẩy đấy, mình cảm nhận được nó trên khắp toàn thân, thì toàn thân mình, thân mình nó biến hết, nó chỉ còn lại một cái tính đầy đầy đấy thôi. Thì đấy là mình đã làm xong một cái. Xong một cái rồi thì mình phải làm đến cái khác. Bắt đầu là đấy là cái tính của gió, rồi bắt đầu làm đến tính của đất, là có tính cứng. Mình cắn cái hàm răng với nhau, mình cảm nhận được cái tính cứng ở trong cái hai cái hàm răng đó. Rồi mình nhận cứng. Khi mình tâm mình cảm nhận được tính cứng rồi, lại nan từ đầy, từ bàn chân đến đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống bàn chân. Rồi sau đó mình về niệm cái tính thô, mình lấy cái chân răng ở bên trên và mình sẽ cảm thấy nó có cái sự thô hay là giống như tay mình sờ lên trên đầu, mình cảm nhận được cái tính thô để chạm lên tóc. Rồi mình niệm cái tính thô chỗ đấy, cứng tính thô, rồi sau đó cũng nang bản thân như vậy. Tính nặng nên là mình hơi cúi cái đầu ở phía trước, mình sẽ thấy ở cái chán này nó có cái sự nặng nặng, hoặc là mình đặt cái tay này lên tay kia, mình sẽ cảm thấy nó tính nặng. Thế nhưng phải làm cách nào đó để mình cảm nhận được cái tính nặng ở trên người mình, hoặc là khi mình ngồi để tâm dưới mông thì mình sẽ cảm thấy là mình đang có một cái lực nó nặng nó đè xuống. Thì có nhiều cách như vậy mình cảm nhận được cái tính nặng này, và dễ dàng nhất mình có thể hơi cúi đầu ở phía trước để cảm nhận. Rồi sau đó thấy được cái tính nặng, niệm nặng rồi đặt đang đặt các bản thân. Rồi sau đó thì phải có cứng thì phải có mềm, có nặng thì phải có nhẹ, có thô thì có cái tính thô thì phải có cái tính mịn, để nó để quân cân bằng quân bình này. Thì niệm tính cứng rồi thì giờ niệm đi tính mềm thì đến nữa giải ra cái môi trên này, mình sẽ thấy nó có cái rất là mềm rồi đấy. Mình niệm mềm sau đó mình cảm nhận được cái khắp bản thân mềm tính mịn, nên như thế này cái lưỡi mình liếm liếm lên cái môi này, mình sẽ chà vào nhau và mình sẽ cảm thấy cái tính mịn rồi, với nam là các tần thân. Nên tính nhẹ thì mình hơi vẫy vẫy ngón tay, mình sẽ cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Đấy là 6 tính của đất. Còn 2 cái tính của nước thì mình sẽ cảm nhận là có cái giọt nước nó chảy trên người mình, như là nước mắt. Mình nhớ lại cái lúc mà mình khóc, có giọt nước mắt nó chảy, hoặc là có lúc mình bị sổ mũi, hoặc là có những lúc cái nước miếng mình nó chảy, hoặc có một giọt mồ hôi nó chảy trên người, và mình phải nhớ lại là có cái nước nó chảy ở trên người mình, từ mồ hôi hay nước miếng hay nước mũi hay nước mắt gì đó, và mình niệm là trên người mình nó còn nước như vậy. Về nam nó đang cẩn thận đấy là chảy và cái tính kết dính ở đây. Thì bây giờ mình phải để tâm vào một cái mảng da ở trên mình, và mình sẽ thấy là trong cái da mình nó dính vào cái thịt của mình này, giống như lúc mình mổ ra một cái con gì đấy, con rắn hay con gà hay con gì đấy, thì mình sẽ cảm thấy khi mình nổ ra nó có một cái mỡ nó dính chặt với nhau như vậy, và mình cảm thấy đấy là cái tính kết dính. Vậy thì nước có hai tính: tan chảy và kết dính, và mình phải cảm nhận như vậy. Mình quán nó bằng cái tuệ phân tích.
nó tan chảy tan chảy, cái dính cái dính, khi mình thấy được hai đặc tính rồi thì mình tính được đủ. Ngửa thì nó có hai tính, nóng và nặng. Nóng là khi mình ngồi sẽ có một cái điểm nào đấy trên thân mình nó rất là nóng, thì mình hướng tâm vào cái chỗ nóng ở trên thân, có thể là trên đầu hay là lưng hoặc là cái chỗ nào đấy mà mình ngồi cứng nhiều thì nó sẽ nóng đi, và mình sẽ hướng tâm về cái điểm nóng đấy, là điểm nóng nóng nóng. Khi mình thấy rồi mình đang đang tận rồi. Còn cái tính nặng này mình để ý cái hơi thở đi vào đi ra nó sẽ có cái làn gió mát mát chạm vào cái cánh mũi, có cái mát mát nặng, nhiễm nặng 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 nặng, khi cảm nhận được rồi thì ta cũng cẩn thận. Đấy là đất, nước, lửa. Còn gió thì là cái tính đẩy, mình làm lúc đầu thì giờ làm nặng cái tính đẩy đấy, rồi làm lại thêm cái tính rung, tính rung của gió, giống như là khi mà gió nó thổi lên các cái mặt tây ấy, nó có cái độ trung rung, nhưng mình cảm thấy cái gió nó ở trong người mình rồi. Đấy, thì mình có thể cúi lưng xuống, xong rồi mình nâng cái lưng lên. Đấy, thì mình cảm thấy nó có một cái lực mà nó nâng cái lưng lên như thế này, và nó cũng cảm giác như là nó có một cái lực nó rung rung ở trên lưng ấy, hay là cái tính nó nâng nâng lên, đó cũng chính là tính đẩy của gió, rung rung gió. Thì gió là hai tính lực. Và khi nào mình cứ phải làm từng tính một, sau đó thì làm cả 12 tính đấy mới nhập, rồi bắt đầu cái niệm đất cứng, đất thô, đất nặng, đất mềm, đất mịn, đất nhẹ, nước chảy, nước dính, lửa nóng, lửa lạnh, gió đẩy, gió rung, cứ niệm như thế. Đất, đất cứng, thô, nặng, mềm, mềm, nhẹ, nước chảy, dính, lửa nóng, lạnh, gió đẩy, rung, làm đi làm lại, làm tái làm hồ, làm từ chậm xong là làm nhanh dần đi, làm cho đến khi nó thuần thục, cho đến khi mình niệm, thậm chí mình quên đi cả cái khái niệm mà còn chỉ còn thấy đặc tính thôi nhỉ. Làm đến khi nào mà mình cứ niệm đến đất 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 là mình thấy cả sáu đặc tính, nước nước, đường đường, gió gió, dần dần nó quên luôn cả cái khái niệm đi mà thấy có cái đặc tính của nó. Niệm đất 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 là thấy cứng thô nặng mềm nhẹ rồi, nước nước là chảy dính rồi, đường đường là nóng lạnh rồi, gió gió là đẩy nâng rồi. Dần dần cái tâm mình nó đi cả cái khái niệm và nó trú trên cái đặc tính đó, cả 12 đặc tính ở trên thân. Rồi dần dần bắt đầu mình sẽ thấy cái toàn thân này trở thành một cái khối sáng. Đấy là bắt đầu nó định này. Rồi cứ niệm, cứ tiếp tục niệm, đừng quan tâm đến nó nhiều, cứ niệm trên cả toàn thân. Rồi bắt đầu nó trắng dần này. Rồi cứ vẫn cứ niệm, đất nước lửa gió như vậy. Rồi dần dần cái thân này có cái tỏa sáng như này, trong suốt này. Rồi lúc đấy mình niệm thêm một lúc nữa cho vững chắc, rồi bắt đầu đưa tâm vào trong thân. Mình sẽ thấy cái thân này nó tan ra thành những cái cục sắc to, để nhìn sâu vào cục sắc nó tan ra thành cái sắc nhỏ, nhìn sâu vào cái sắc nhỏ này tan ra đến lúc mà nó không tan được nữa thì nó sẽ là cái hạt sắc kalapa, rupa kalapa, cái hạt vật chất nhỏ nhất. Rồi sau đó mình phân tích đất nước lửa gió trên cái hạt đậm, nó có hạt trong, nó có hạt mờ. Rồi sau đó thì mình sẽ tuần tự phân tích nó ở trên sáu cạnh. Phân tích nó ra, nó có nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, sắc trái tim, đấy là các cái sắc thần kinh, rồi sắc giới tính, sắc tâm, sắc khởi biết, sắc vật thực. Đấy là hành thiền tứ đại, mình sẽ phân tích ra được sắc bột, sắc pháp, sắc tứ đại, các cái sắc chân đế ở trên thân. Khi mà phân tích ra được các sắc đấy rồi thì lại phân tích ra được danh. Mình thấy những cái sắc thần kinh rồi, nó có nhãn thức. Ở cái nhãn tịnh sắc thì nó có nhãn thức, nó chút đấy thì nó thấy màu. Thì mình hướng tâm vào cái nhãn thức, mình cho nó nhìn vào màu, là tự nhiên là những cái nội tâm về nhãn thức nó sinh ra. Muốn hướng tâm nhãn thức tiếp thu suy xét xác định, rồi là các cái tốc hành tâm nó sinh ra. Đấy là ở trên tai cũng vậy, nghe âm thanh ấy là cái nội tâm về ý thức sinh ra. Mũi mình ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, rồi còn cái ý môn của mình, cái sắc trái tim, thì tất cả những ý thức, những suy tư của mình nó sinh ra từ đó. Thế nên mình phân biệt ra được sắc thì mình phân biệt được danh, phân biệt được danh sắc là mình hiểu ra được thế nào là năng uổng. Sắc thọ tưởng hành thức nó ở trên mỗi cái sắc là tâm ấn, hiểu ra được năng uổng rồi thì mình sẽ quán được cái tính nhân duyên của nó. Mình sẽ hướng tâm về quán sát tính duyên khởi, rồi sau đó mình mới thấy được tính sinh diệt. Thấy được tính sinh diệt thì thấy được cái vô thường. Đấy là vô thường thì mình hiểu ra cái khổ, cái vô ngã. Thì đấy là cái pháp tu về thiền Vipassana mà vẫn được khởi đầu bằng thiền tứ đại. Thiền tứ đại chính là khởi đầu cho cái pháp thiền tuệ Vipassana. Với người mà thực hành đắc được thiền hơi thở rồi thì hành thiền tứ đại rất là nhanh, một thời gian rất là ngắn là nó sẽ vào được định và sẽ
phân biệt được danh sắc này. Nhưng với người mà chưa đắc một tầng thiền này, đi thẳng vào hành thiền tứ đại này thì rất là khó. Phải là một cái người có tuệ rất là mạnh, có cái tuệ rất là sắc sảo để mới phân tích là được 12 đặc tính này. Nhưng mà nếu mà cái người đấy mà có thể thành công được thì có thể bỏ qua thiền định đi thẳng vào thiền quán được. Đấy, cho nên sẽ có hai khác, có người phải đi qua thiền định rồi mới đi đến thiền quán, mà có người đi thẳng vào thiền quán, tức là đi thẳng vào thiền tứ đại mà đi thẳng vào thiền quán. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ hiện tại con thấy con cũng có nhiều thiền sinh hành giả, đôi khi là họ rất miên mật trong việc tu thiền, họ ngồi từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua ngày khác, nhưng đến một lúc nào đó nó làm cho thân thể của họ bị một số bệnh, giống như theo kiểu là bị thoát vị địa đệm chẳng hạn, hay là bị thoái hóa cột sống cổ. Vì cái như vậy thì có phải rằng là do họ ngồi sai tư thế hay là cái pháp hành của họ chưa được chuẩn không ạ? Nó sinh ra bệnh thì nó tùy từng người, bệnh do tâm, do thời tiết và do vật thực, nó có nhiều bệnh lắm. Nhất là với người ngồi thiền sẽ rất ít vận động, khi mà rất ít vận động như bệnh mà ngồi ở một cái môi trường ấy, tức là môi trường mà người nào mà sống ở cái vùng lạnh thì đa số sẽ nhiễm nạn, nhiễm lạnh rất là nhiều. Vì cái cơ thể mình rất ít vận động như thế này, cái nhiệt ở trong người nó rất thấp, và người đấy khi ngồi thiền mà có định tâm thì nó không sao, nhưng cứ xả thiền đi ra là rất dễ bị nhiễm bệnh đậm. Nên là người ngồi thiền nếu mà kết hợp là đi bộ nhiều cũng phải vận động một chút, nhưng ở các chùa bên Miến Điện thì hay đi khất thực. Đi khất thực thì sẽ rất tốt, sẽ làm cho cái nhiệt nó nóng đi. Thì nhưng mà nếu người nào mà ngồi nhiều quá mà lại quá ít vận động thì nó sẽ sinh ra bệnh là rất nhiều. Rất nhiều người sinh ra những cái bệnh đậm, là có những người thì sinh ra những cái bệnh như là khi ngồi nó sai như thế một chút cũng sinh ra bệnh. Nhưng mà có những người thì vì cái sức khỏe người ta yếu, có thể là do vật thực thấp hay là do một cái nguyên nhân gì đó, khi ngồi người ta không giữ được cái lưng thẳng suốt thời thiền, mà người ta hay bị trùng lưng, cong lưng đấy, thì một thời gian sau cũng hay sinh ra nhiều bệnh. Người mà ngồi trùng lại là cũng hay có những cái bệnh về đường tiêu hóa. Nhưng ngồi trùng cái lưng cong lưng xuống cái là nó bị nghẽn cái ruột này, yeah. Những cái hơi cái khí trong người nó hay bị ứ đọng cái điểm nào đây. Hoặc là có những người ngồi nó bẹo, nhưng mà có những lúc cái lúc mà mình nhắm mắt mình ngồi, có những người ngồi 3-4-5 tiếng nhưng mà khi nó bẹo không biết bản thân đi đó là không biết là mình đang ngồi nó ở tư thế nào nữa, yeah. Nó có thể là cơ thể ngồi nó bị nghiêng ngả nhưng mà không để ý. Thế là nó trải qua nhiều ngày nhưng mà nó sai tư thế đi một chút, nhưng mà nó kéo dài quá lâu này. Thế là bắt đầu nó hay sinh ra những thứ bệnh này, bệnh kim. Thế là đấy thì nó tùy từng người, có những người thì càng ngồi thiền càng khỏe ra. Thậm chí là có những người trước kia có bệnh, nhưng khi hành thiền một thời gian thì bệnh dần dần hết đi. Mà này cái vị đấy lại khỏe lên, ít bệnh đi. Mà cũng có người thì ngồi thiền thì nó lại sinh ra bệnh. Cái này thì nó tùy từng người. Do tâm sinh, hoặc là do thời tiết, hoặc do vật thực, hoặc là do nghiệp. Có những người đấy là một cái nghiệp trước của người đấy. Khi tu tự nhiên nó phải có những cái chướng ngại như vậy. Như là vị nào cứ kham nhẫn, quyết tâm vượt qua thì mặc kệ vật cứ hành thiện thì có thể phải trả giá như vậy. Mỗi người không hay không ai người trong cái thực hành. Sa thú, sa thú, sa thú. Cảm ơn hỏi không? Cho nó hỏi là chỉ thiền quán về năm ổn thì nó cũng là thuộc về thiền quán. Và cái cách quán năm ổn nó là như thế nào? Xin thêm. Quán năm ổn chính là phân biệt danh sắc đấy. Nếu mà người nào mà phân tích ra được danh sắc đấy là nói một cách bắn tắt thì gọi là danh sắc, nhưng mà nói một cái cách mà chia sẻ ở cái mức độ trung bình thì là năm uẩn sắc. Còn nếu mình chia sẻ ở cái mức độ chi tiết hơn thì gọi là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, nội xứ, ngoại xứ, thức xứ, 18 giới thì cũng là danh sắc đấy mà. Vậy thì cái thứ
cái sự thực hành nó bắt đầu bằng thiền tứ đại. Mà sư vừa mới hướng dẫn cách thiền tứ đại là vậy. Thiền tứ đại là phân tích ra được sắc. Khi phân tích ra được sắc rồi thì phân tích đến tâm và tâm sở. Tâm và tâm sở thì nó sẽ có thọ tưởng hành thức chính là tâm tâm sở. Khi phân tích ra được đây là danh, đây là sắc rồi thì vị đó sẽ nhóm lại thành thành uẩn. Tất cả sắc của sáu căn này là sắc uẩn. Tất cả các thọ mà sinh ra từ sáu căn này, để con mắt thấy cái cảnh sắc thì nó có thọ hỉ hoặc là thọ y hoặc là thọ sạc. Thì đấy chính là thọ. Nếu có tai mình nghe âm thanh thì có thể là thích thú với âm thanh, đấy là nhỉ, thản nhiên với âm thanh là dạ. Mà khó chịu với âm thanh là y. Thì mũi người vương vậy nhé, nếu như bị thân xúc chạm và ý tiếp xúc với cảnh trần thì sẽ sinh ra các cái thọ đấy. Khi thân mình xúc chạm thì nó có thọ khổ thọ nạn. Còn khi các căn khác thì là có thọ ý, thọ yêu, thọ sạch. Thế nên có năm cái cảm thọ đấy. Thì đấy là thọ uẩn. Còn tưởng là vậy. Cũng là khi các căn mình tiếp xúc với các cảnh trần mà mình ghi nhớ các cảnh này thì đấy là tưởng. Nhận ra là tưởng, ghi nhớ cảnh thì là tưởng. Vậy cho nên là có tưởng về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp. Thì đấy là tưởng uẩn. Tưởng là mình nhớ ra và ghi nhớ. Sắc thọ tưởng hành. Hành thì có hai loại hành. Một là cái hành là cái tâm tư tạo cái nghiệp tâm. Khi mình nhờ cái căn đấy tiếp xúc với các cảnh trần rồi mình nhờ có cái sự tạo tác các cái nghiệp, tạo tác mình cố ý đấy. Hành là cố ý hành động, cố ý khởi lên những cái tâm thiện hay cố ý khởi lên tâm bất thiện đấy. Đấy, thì đấy là cái tâm sở tư nó tạo ra cái sự cố ý như vậy. Cố ý khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si. Hay là cố ý khởi lên cái tâm vô tham, vô giận, vô si. Tâm thiện, tâm bất thiện. Thì đấy được gọi là tư là tạo nghiệp. Và lúc ấy mình sẽ thấy được cái tâm là nó tạo nghiệp được. Hoặc là hành là những cái tâm sở khác nữa. Tư hay hoặc là xúc nữa. Đấy là những cái tâm hành. Nhất hành mặc quyền tâm ý tầm tứ tướng giải tín nhiên tầm bí bộ đa vô sân, để tất cả những cái tâm sở ấy, ngoài thức, ngoài thọ, ngoài tưởng ra thì tất cả những tâm sở khác thì đều là hành vô. Thì đến lúc đấy sẽ phân tích lên thế nào là hành vô. Còn thức chính là cái tâm thức mà nó nhận được cảnh trần, nó ở sáu căn, nó nhãn thức ấy. Nhị thức, tín thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Vậy thì khi nào phân tích ra được tâm tâm sở, phân tích ra được sắc thì lúc đấy mình cũng phân tích ra được năm uẩn. Khi phân tích ra được năm uẩn thì mình thấy cái thân này là thân năm uẩn. Nó chỉ là thân vật chất và nó thuộc về cái tâm thức này thôi. Thì lúc đấy mình lại phải phân biệt ra được cái thân năm uẩn này nó từ đâu nó sinh ra. Và nó chết thì nó sẽ đi về đâu nữa. Thì lúc đấy mình sẽ phân biệt cái pháp duyên khởi. Mình phải hướng vào cái ý môn và phiền não luôn, rồi mình đi ngược về các kiếp quá khứ, mình sẽ thấy được những kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì mà mình sinh về cõi này, thân năm uẩn này, rồi từ thân năm uẩn này tương lai mình chết mình đi về đâu, và mình sẽ thấy ra được cái tính có sinh có diệt như vậy thì nó là vô thường, vô thường là khổ, khổ là vô ngã. Thì đấy là cái quá trình thiền vipassana này. Đầu tiên mình phân biệt sắc danh năm uẩn, cái tính nhân duyên của thân năm uẩn này, quán 12 nhân duyên, vô minh duyên này thành duyên thức, tưởng anh sắc đủ nhập xuất tỏ lão thủ hữu sinh lão tử giờ chết sở bí lão. Nhưng mà mình phải quán nó bằng những cái danh sắc chân đế đó thì mới đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, mới cắt đứt được những phiền não. Chứ nhờ quán bằng lý thuyết này, hay là quán bằng tưởng tượng, quán giống như học bài này, thì không phải là thiền tuệ đâu nhé. Và cái thiền tuệ là cái thuyền mà sẽ quán nó trên những cái danh và sắc này, danh sắc chân đế, quán trên năm uẩn này. Đấy, vậy thì cần phải có một cái định rất là sâu thì mới quán được. Quán nó bằng cái tâm có định, sát ra định, cận hành định, đan sĩ định, mới dùng cái định đấy làm nền tảng mới quán được. Cho nên là thường thường là đầu tiên là thực hành thiền định cho thật sâu. Bởi khi mà đạt được định thật sâu rồi là chuyển thành quán là chắc ăn nhất. Hầu như ai mà đã đạt được định rồi thì đều quán được hết. Còn những ai mà chưa đạt định thì hầu như không quán được. Và cứ nhất là những người nào vào được các tầng thiền mà quán thì nó rất là rõ. Mà có thể quán suốt ngày nó đều rõ đấy.
những người mà vào được định kém, yếu định mà còn non kém thì quá trình nó mở, nó mở thấy những cái năng nguồn nó không rõ ràng, nên là càng có cái định sâu thì càng dễ quá. Nên là lúc đầu là cứ nên tập thiền định được rồi. Dạ sư cho con hỏi thêm là làm sao mà nhận biết được một người mình, hoặc là khi mà mình đã vào một tầng thiền nào đó, làm sao mình nhận biết được? Để mà vào cái tầng thiền đấy mình biết được thì cũng là căn cứ vào pháp của Phật thôi. Nghĩa là bất bật về vị ấy đi dục như bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất ấy, chẳng thấy là tôi đi dục chứng có tầng của tự, nhưng đấy chỉ là trên lý thuyết thôi. Mà trên thực tế thì khi mình thực hành thiền, ví dụ như thực hành thiền như thôi, thì bắt đầu mình sẽ thấy cái nimitta là cái quá khứ nó sẽ xuất hiện, và mình sẽ chú ở cái hơi thở cho đến khi cái nimitta đấy, quang tướng, tự tướng nó vững chắc, tức là nó có thể liên tục 2-3 tiếng mà nó không gián đoạn được. Thì lúc đấy mình chú tâm trên tự tướng đó, chú tâm trên tự tướng đấy mà có thể liên tục được 3-4 tiếng nó không gián đoạn. Thì lúc đấy, lúc đầu nếu như nó vào đến cận định thì nó vẫn còn, thỉnh thoảng nó còn có những cái tạp niệm nó xen vào, tức là tâm nó đang bắt cái cảnh này, nó còn bắt thêm cảnh khác, thì lúc đấy nó chưa vào đến tham chỉ định. Nhưng khi mà tâm mà bắt đầu nó chỉ bắt một đối tượng là tự tướng đấy thôi, liên tục và rồi 3-4 tiếng liền rồi, thì là có thể mình đã vào được sự thiền, nhưng vẫn có cách kiểm tra thiền chi mà. Cho nên là để mình biết được mình vào được sự thiền hay chưa thì với kinh nghiệm của các thiền sư sẽ dạy mình, đó là kiểm tra chi thiền. Nên mình cần phải khi mình chú cái tự tướng ở trên này và mình kiểm tra cái ý môn ở dưới trái tim. Thực ra thì cái tự tướng nó sinh ra từ ý môn, nó sáng, nó mới hướng lên cái hơi thở này. Và lúc ấy mình nhìn hướng tâm xuống dưới vùng trái tim của mình khoảng 3 giây thôi, và mình thấy cái vùng trái tim nó sáng rực này, thì mình biết là đấy chính là cái tâm của mình, tâm ý phần, tâm ý môn mình nó sáng như vậy. Và mình sẽ thấy cái nimitta là cái sắc nó sáng chói của cái hơi thở này, cái hơi thở này, cái sáng hơi thở khác, cái sáng của ý môn khác. Đấy được cái nimitta là cái đối tượng, là cái tự tướng này, nó mình nhìn xuống và nó đi xuống và nó nằm sâu ở dưới ý môn. Khi mình hướng lên một cái thì bắt đầu cái dòng ý môn nó hướng ngược vào cái nimitta, nó hướng vào nimitta đấy. Thì cái dòng đấy này chính là cái thiền chi tầm, tầm là hướng tâm. Và khi nó hướng vào đối tượng, vào cái tự tướng ấy, thì nó bám cái tự tướng, và nó tứ duy trì bám sát tự tướng, và nó thích thú tự tướng để hình thỏa mái, dễ chịu với tự tướng lần này, và nó định tĩnh tâm nhân tự tướng, nên tâm đắc chi thiền sinh khởi đi. Và chỉ người nào vào đến sơ thiền thì mới thấy được cái này. Còn những người nào mà chưa vào được tầng thiền thì nhìn xuống dưới này mình chẳng thấy gì, không thấy cái ánh sáng, mà mình không thấy nimitta xuất hiện dưới này. Thì đấy thì đấy là cái cách kiểm tra. Thì cái người nào mà có vào các tầng thiền thật thì biết thật, còn nếu mà chưa vào tầng thiền thật mình nhìn lên thì không thấy gì cả. Thì đấy là cách kiểm tra để biết được. Và những người có vào đấy rồi thì mình sẽ thấy như vậy, và mình sẽ phân tích ra được năm thiền chi. Khi phân tích ra được năm thiền chi rồi thì mình hành thuần thục rồi, nên đi thiền là năng tác ý ngoại bỏ thôi, ngoại bỏ tâm tứ là nên đi thiền. Rồi khi hành thuần thục rồi mình tác ý ngoại bỏ hỉ, hiện thì hỉ được để mình chú vào cái tự tướng thôi, còn lại tác nhất tâm. Rồi khi thuần thục rồi mình muốn lên tứ thiền thì mình chỉ tác ý ngoại bỏ thiền chi này, thì nó chú vào cái tự tướng nó còn sáng nhất tâm. Thì đấy là vào các tầng thiền gì là mình có thể kiểm tra được, và sau đó mình sẽ phân tích được các cái tâm của các tầng thiền này. Cái sơ thiền có 34 tâm, nhị thiền thì nó bỏ tâm tứ thì nó còn 2 tâm nữa, tam thiền thì nó bỏ hỉ đi nữa là còn 31 tâm, tứ thiền thì nạp cái chuyển thành sáng 31 tâm. Để phân tích ra được tâm như vậy thì mình cũng sẽ phân tích ra được năm uẩn ở trong đó. Sơ thiền nó có 5 uẩn, nhị thiền có 5 uẩn, tam tứ thiền thì có 5 uẩn đấy hết. Thế nên là bắt đầu chuyển sang thiền quán là sẽ phân tích ra được tâm sở như vậy. Sa thú, sa thú, sa. Dạ sư, con có đọc trong một cái tài liệu khi mà có một người hỏi Ngài Sa Di Bồ Tát là Ngài đang an trú ở tầng thiền nào, thì là Ngài nói rằng Ngài an trú vào sự rỗng không. Thì khi mà an trú vào sự rỗng không như vậy thì nó có phải là đang ở một tầng thiền nào không ạ? Sự rỗng không đấy là một tầng thiền siêu thế. Dạ. Như các bậc thánh nhân thì sẽ có các tầng thiền siêu thế, giống như là bậc sơ quả đi là có đâu, là có thiền siêu thế đâu. Để khi chứng đắc đạo quả đi, các vị đấy tu tập thiền Vipassana chứng được đạo quả thấy danh sắc sinh lên một diệt đi,
thì có thể vị ấy sẽ quán về vô thường mà thấy cái danh sắc nó diệt, thì chú ở trong cái đấy được gọi là vô tướng giải thoát. Có vị thì vô tướng quán về cái khổ đấy. Và thấy danh sắc nó diệt đi, vị ấy chứng được đạo quả thì vị ấy được gọi là vô nguyện giải thoát. Còn có những vị thì quán về vô ngã, quán năm uẩn là vô ngã, rồi thấy năm uẩn sinh diệt chứng được đạo quả thì đấy được gọi là chú vào cảnh không. Nhưng các bậc mà có trí tuệ lớn thì thường hay thấy được tính vô ngã. Thế nhưng ngài Sariputta thì ngài có trí tuệ đệ nhất, ngài giác ngộ ra được cái sự vô ngã trên năm uẩn, và ngài thường xuyên ăn chú thật lâu. Thì ngài ăn chú ở trên cái đạo quả siêu thế của ngài, đó là lúc đấy ngài muốn ăn chú thì lúc ấy ngài này hướng tâm đến năm uẩn này, ngài quán năm uẩn này còn thành là tam vậy của ta mới tính ăn phật tạ, nó là vô ngã. Một cái thấy diệt đi một cái là chỉ là chú trên cái đối tượng niết bàn thôi, đối tượng người hiện sư niết bàn là đạo quả. Vậy nên được gọi là chú trên cánh đồng không, đấy là một cách. Còn có những vị thì chú ở trên cái tầng thiền diệt, ví dụ như ngài giả lợi tâm ngài bậc tam quả tứ quả thì có thể chú ở trên thiền diệt thọ tận định, thiền diệt nhé, thiền diệt cũng được gọi là không nhé. Diệt thì ấy chú ở trong thiền diệt cũng được, thật là diệt hết không quan tâm. Thì cái cách như nó có hai cách hiểu như vậy, một là vì là chú trong thiền diệt, hai là chú ở trong cái tánh không tương tận thoát. Sa thú, sa thú, sa thú. Còn cái vỏ nào không? Thấm. Dạ, chắc con cũng xin phép để cũng tưởng tới giờ để nhớ lúc rồi. Dạ, để tôi chuẩn bị. Tại vì bác Tài nói là đi thong thả, để không thôi sẽ kẹt xe. Dạ, con xin phép dừng ở tại đây. Dạ, chúng con xin ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi điện thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội hợp về để dùng pháp thi tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nấu phước hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già.